bệnh nhân họ đã khổ rồi, những người mắc những cái tật cũng đã khổ rồi, còn những người bị quỷ ám thì càng khổ hơn. Chúng ta nói nhiều đến bệnh, chúng ta nói nhiều đến tật, nhưng ít khi chúng ta gặp và ít khi chúng ta nói đến cái tình trạng của những người bị quỷ ám. Người bị quỷ ám khổ lắm. Cái người đàn bà xứ Canaan nói với chúng ta rõ điều đó. Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Khốn không chỉ cho đương sự đó, mà khốn cho những người thân của cái đương sự đó. Bởi vì cái chuyện ma quỷ nó ám bất cứ lúc nào, nó không có quy định thời gian. Cho nên chính vì vậy mà những người thân phải luôn luôn là ở bên cạnh của cái người bị quỷ ám này. Người bị quỷ ám đúng là khốn cực lắm. Chúng tôi có dịp thì anh chị em thấy như thế này, là ma quỷ nó vẫn tiếp tục hiện diện, và ma quỷ nó vẫn còn tiếp tục hoạt động ở trên trần gian này cho đến tận thế. Chúng ta đừng tưởng rằng thời Chúa Giê-xu mới có những người bị quỷ ám. Thời nay cũng vậy, rất nhiều người bị quỷ ám. Chúng tôi có dịp nghiên cứu, chúng tôi có dịp tìm hiểu về vấn đề này, và chúng tôi có dịp đọc cái quyển sách của Đức cha Christiani. Quyển sách này nói về ma quỷ trong thế giới ngày hôm nay. Quyển sách này bàn về những vấn đề như quỷ ám, quỷ nhập, thu ếm, bùa ngải và những vụ trừ quỷ nổi tiếng ở trên thế giới trong cuộc sống của con người thời nay. Và bởi vì những cái hiện tượng của những người bị quỷ ám nó rất gần, nó rất giống với những người mắc bệnh tâm thần, và rất gần, rất giống với những người mắc bệnh chúng ta gọi là động kinh. Và chính vì vậy nhiều người không phân biệt được người nào thì mắc bệnh và người nào thì mắc quỷ ám. Đó là cái điều khó khăn cho chúng ta. Và chính vì vậy ở trong cái tài liệu này, Đức cha Sautro khi trích dẫn bác sĩ Hello, ông bác sĩ này ông chuyên môn về cái các bệnh thác loạn thần kinh và các chứng quỷ nhập, thì cái ông bác sĩ này ông đưa ra chúng ta 8 cái hiện tượng hay là 8 cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể nhận ra cái người bị quỷ ám nó có những cái biểu hiện như thế nào, để rồi chúng ta có thể biết và chúng ta có thể giúp đỡ cho những người đó. Cái hiện tượng thứ nhất hay là cái triệu chứng thứ nhất là cái người bệnh nhân này họ bị co giật liên tục, khiến cho chúng ta có thể nhận ra có một cái trí tuệ nào đó khác với cái trí tuệ con người của bệnh nhân. Và có lúc bệnh nhân thì bình thường, mà có lúc thì lại là bị co giật như vậy. Cho nên tôi nói với anh chị em ngay từ đầu, cái kiểu nó nhập như thế này thì bất cứ lúc nào. Cho nên cái đó là cái điều khó nhất cho chúng ta. Cái dấu hiệu thứ hai là bệnh nhân có những cái cử động rất là dị thường, luôn luôn đi kèm với một cái tác động kéo dài. Thí dụ như là họ nhảy, họ múa, họ mất thăng bằng, họ bò lê dưới đất, họ đập phá, họ đau đớn, họ té ngã, có khi té vào ở trong đống lửa, té vào trong nước, vân vân, và không có một cái nguyên nhân nào rõ rệt cả. Có khi rồi họ tự mình, rồi họ vặn cổ, vặn gáy, vặn đầu, vậy đó. Những cái triệu chứng thứ hai là những cái cử động rất dị thường của cái người bị quỷ ám. Cái dấu hiệu thứ ba là có những cái biến chứng là rất đau đớn, không chịu nổi, rồi đột nhiên rồi được chữa lành nhờ rẫy nước thánh, hoặc là nhờ làm dấu thánh giá, hoặc là nhờ họ đem được ai đó đem mình Chúa đến cho. Đó, có những lúc nó như vậy, rất bất thường và rất khó đoán được. Đặc điểm thứ tư, cái người bị quỷ ám, họ đột nhiên họ bị mất cảm giác, họ mất các giác quan, họ mất cái cảm tính, họ không còn phân biệt được người thân với lại người lạ, không còn phân biệt được ai. Và rồi sau đó thì họ tỉnh lại, thì họ có thể phân biệt được rất là bình thường như mọi người. Rồi cái thứ năm là bệnh nhân kêu la giống như là một cái thú vật vậy. Rồi sau đó thì bệnh nhân không còn nhớ được cái gì hết. Rồi có những trường hợp có những người bệnh nhân họ nói những cái tiếng gì nó lạ lắm,
Không phải tiếng Việt, cũng phải không phải tiếng Anh, mà cái tiếng gì đó cũng chẳng có ai hiểu. Rồi sau khi họ tỉnh lại rồi đó, thì họ nói họ không nhớ cái gì cả. Đó, có một lần đó là ở đây rồi có một cái người sinh viên đến nói với tôi, nói giờ mẹ con mắc cái chứng như vậy đó. Đó, rồi bây giờ tự nhiên cái nhau lâu cái bà nói lên những cái gì đó là không ai hiểu gì được. Đó, thì chúng ta thấy đó cũng là một trong những cái dấu hiệu của những cái người bị quỷ ám. Điểm thứ sáu, cái dấu hiệu thứ sáu là cái người này khi nhìn những cái con người bình thường đó thì thấy cái con người đó rất là dị thường, và có khi thấy cái người thân của mình đó không phải là con người mà là ma quỷ nữa, rồi khi rượt đánh được đủ thứ việc. Đó. Cái dấu thứ bảy là cái bệnh nhân tự nhiên là họ nổi giận nó vậy thôi. Và nhất là khi họ gặp thấy, thí dụ như là thánh giá, gặp thấy những cái vật dụng mà đã được làm phép rồi, nước thánh, hay là nhìn thấy một linh mục tới, là tự nhiên họ nổi giận lên. Đó. Rồi họ khó chịu. Đó. Rồi khi mà đi ngang qua nhà thờ, họ cũng tự động họ nổi giận lên. Rồi thấy có người vô nhà thờ thì họ cũng khó chịu, rồi la lối sùm. Đó. Cái dấu hiệu thứ 8 là cái người mắc cái ma quỷ ám này thì không thể ăn uống, cũng không giữ được những cái đồ ăn thức uống mà đã làm phép rồi. Đó, anh chị em, đó là 8 cái triệu chứng mà chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta biết rằng cái người này là cái người bị quỷ ám, chứ không phải người mắc bệnh tâm thần, cũng không phải là cái người mắc bệnh động kinh. Tôi xin kể cho anh chị em một cái câu chuyện. Năm 2012, tôi có dịp được mời đi qua ở bên Mỹ để rồi cùng dự cái đại hội Thánh Mẫu ở Missouri. Đó. Thì hôm đó thì chúng tôi cũng đi dự bình thường. Rồi thì ở trong nhà dòng thì cho tôi được trú ở trong cái phòng khách của nhà dòng đó. Phòng khách thì nó không lớn lắm, thì có thể chứa được khoảng mười mấy người. Đó. Thì lúc 9 giờ sáng thì có một số người đến, rồi có cha dòng đó giới thiệu, nói thưa đức cha, bây giờ trường hợp gia đình này có một cái em gái nó 15, 16 tuổi gì đó, bây giờ nó mắc gọi là bị quỷ ám, xin đức cha trừ quỷ giùm cho cái em bé này. Trời ơi, tôi nghe tôi hết hồn, anh chị em. Lần đầu tiên tôi chứng kiến với một cái trường hợp đó. Lý thuyết thì đọc nhiều lắm, nhưng mà chưa bao giờ được gặp trực tiếp một cái người bị quỷ ám như vậy và đến với tôi. Đó. Thì khi mà đến thì lúc đầu thì em đó nó vẫn bình thường thôi. 10 phút sau bắt đầu nó phát hiện tất cả những cái hiện tượng như tôi nói với anh chị em đây. Rồi nó la, nó hét, rồi nó giãy giụa, rồi những người thân của nó như vậy đó là kìm hết sức kìm mới có thể giữ được một cái cô thiếu nữ có 15, 16 tuổi thôi. Khi mà nó lên cơn như vậy, nó mạnh quá. Và cái sức mạnh của nó khiến cho người ta ngạc nhiên. Rồi, nó thật với ông bà anh chị em chứ, tôi cũng rất sợ, sợ. Bởi vì lần đầu tiên thấy cái cảnh như vậy ghê quá. Thế nè. Nhưng mà cảm ơn Chúa là tôi đã có nghiên cứu vấn đề này rồi. Cảm ơn Chúa là tôi đã có dịp đọc những cái quyển sách này rồi. Cảm ơn Chúa tôi đã biết cách để làm sao trong những trường hợp đó. Chúng ta tốt nhất chúng ta cần phải giữ sự bình tĩnh. Rồi sau đó điều quan trọng đó, cũng như là nhớ lại lời Chúa nói với chúng ta. Chúng ta cần phải cầu nguyện. Chúng ta cần phải ăn chay. Cần phải hãm mình để giúp cho những cái người đó. Và lúc đó mới có thể là chúng ta giúp cho cái ma quỷ nó nhanh chóng để nó ra khỏi cái em này. Khi cái hiện tượng nó phát lên như vậy đó, thì tôi nói với ông bà những người ở chung quanh nó, tôi nói chúng ta đừng sợ. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Hỏi anh chị em ở đây có ai thuộc Kinh Cầu Các Thánh không? Họ nói rằng Kinh Cầu Các Thánh thì chúng con không thuộc, nhưng chúng con thuộc cái Kinh Cầu cầu Đức Mẹ, hay là Kinh Cầu Đức Bà, phải vậy không? Đó, Kinh Cầu Đức Bà thì chúng ta thuộc đó. Bây giờ mình thuộc cái gì mình đọc cái đó, là chúng tôi bắt đầu cùng nhau đọc Kinh Cầu Đức Bà. Đọc Kinh Cầu Đức Bà xong rồi thì chúng tôi lần chuỗi
đọc kinh cầu Đức Bà lần chuỗi rồi cầu nguyện, rồi trong khi đó thì chúng tôi dùng nước thánh của cha dòng đem tới đó, thì tôi rảy thân em, rồi tôi cầm cái tượng Chúa chuộc tội đưa lên, rồi cầu nguyện và kêu xin Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu xin cứu giúp em này, lạy Chúa Giêsu xin trục xuất ma quỷ ra khỏi người của cái em bé này. Thì khoảng là cũng gần nửa tiếng đồng hồ đó thì nó mới xuất ra. Và khi xuất ra như vậy thì rất là tội nghiệp em đó, nó mệt lạ người. Rồi mồ hôi là toát ra hết trơn từ trên mặt xuống. Rồi thấy nó mệt quá rồi nó nhắm mắt rồi nó, rồi tôi mới nói với gia đình thôi thì lúc em nó tỉnh dậy thì cho nó kiếm sữa cho nó uống, rồi cho nó ăn dần dần để giúp cho nó có sức, để rồi nó có thể nó bình phục nhanh hơn. Họ nói với tôi, thưa Đức Cha, là cái trường hợp này đó ở nơi em bé này nó xảy ra nhiều lần lắm. Con đã đưa đến với nhiều các linh mục đó mà không chữa được, rồi đến các bác sĩ, các bệnh viện cũng không giải quyết được vấn đề này. Tôi nói với gia đình, anh chị em ơi, hôm nay chúng ta cố gắng chúng ta giúp cho em nó được. Và họ nói rằng đây là lần mà có thể nói rằng ngắn nhất, cái thời gian ngắn nhất mà ma quỷ nó đã ra khỏi cái đứa bé đó. Tôi nói, chưa đâu, chưa hết đâu, tôi không tin rằng hôm nay là cái lần cuối đâu. Cho nên nếu như có xảy ra như vậy đó, thì xin anh chị em cứ việc đưa cái đứa bé đó đến với các linh mục. Mà nếu đến được với các giám mục càng tốt, để xin các ngài cầu nguyện, để xin các ngài làm sao để xin ơn Chúa, và nhất là cầu xin với Chúa Giêsu để có thể giúp cho cái việc mà cái quỷ ám này ra khỏi những cái con người đó. Và rồi sau đó thì tôi chỉ ở được có mấy ngày rồi mình về, không có liên lạc gì với cái trường hợp của của em đó, rồi không biết nó ra làm sao. Nhưng mà về tới nhà tôi cảm thấy nó ấy nấy, nó lo âu, nó buồn phiền và nó rất tội nghiệp tới cái hoàn cảnh của những người mắc cái quỷ ám như vậy. Đó là cái chuyện mà tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi khi tôi đương đầu trực tiếp với cái trường hợp như vậy. Chúng tôi thấy đúng là những cái người đó rất đáng thương, và cái hoàn cảnh của cái người đó phải nói như thế này là rất là khốn cực, khốn khổ, khổ cho chính đương sự mà còn khổ cho cả gia đình. Hôm nay chúng ta qua những cái câu chuyện như vậy để chúng ta hiểu được cái tâm trạng của cái người mẹ của cái em bé này. Bà rất đau khổ vì cái hoàn cảnh của con, bà rất lo âu vì hoàn cảnh của con. Và đối với bà thì bà thấy không còn một nơi nào hy vọng. Bà nghe người ta nói cái ông Rabbi Giêsu này là cái người có khả năng để có thể trục xuất được ma quỷ, và bây giờ Rabbi Giêsu đó đang ở trước mặt bà. Cho nên bằng mọi giá bà dám vượt qua mọi hy sinh, bởi vì bà biết rằng người Do Thái không thích những người dân ngoại. Bà biết rằng người Do Thái rất khinh dễ người dân ngoại. Bà biết rằng người Do Thái lại coi thường người phụ nữ. Và chính vì vậy bà biết rằng bà phải vượt qua nhiều những cái khinh dễ. Bà chấp nhận vượt qua những cái khinh khi, những cái coi thường của người khác, để miễn làm sao gặp được ông Rabbi Giêsu, miễn làm sao cầu xin được với Rabbi Giêsu để chữa lành cho con bà. Bà đã kêu cầu, bà đã năn nỉ, thì có lúc Rabbi Giêsu dường như im lặng, không muốn đáp lại lời bà. Nhưng với một niềm tin mạnh mẽ, với một niềm tin quyết đoán như vậy, với một cái tình thương con mãnh liệt, bà vẫn kêu nài Đức Giêsu, lạy ngài con vua David, xin thương xót tôi. Và Chúa Giêsu đã động lòng, Chúa Giêsu đã quay lại, Chúa Giêsu đã nói, bà ơi, đức tin của bà đã mạnh lắm, cho nên bà mong cái gì thì được cái đó. Và chính giờ phút đó thì con của bà được chữa lành. Và Đức Giêsu chữa lành như vậy là dứt khoát từ đó trở đi, ma quỷ không còn nhập lại đối với em đó nữa. Anh chị em thân mến, đây trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, những trường hợp này thỉnh thoảng vẫn có thể xảy ra. Vậy thì trong trường hợp đó, chúng ta hãy noi gương của cái người phụ nữ ở thành Canaan này. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Giêsu, kêu cầu với Đức Giêsu, khẩn nài với Đức Giêsu, xin Đức Giêsu chữa lành chúng con,
xin Đức Giêsu chữa lành những người bệnh nhân này, xin Đức Giêsu chữa lành những người bị quỷ ám này. Bởi vì anh chị em ơi, chúng ta là những con người, chúng ta không phải là đối thủ của ma quỷ đâu. Chúng ta không đủ khả năng để trục xuất nó ra khỏi mình đâu, không đủ khả năng để trục xuất nó ra khỏi những người bệnh đâu. Chỉ có Chúa Giêsu là đứng là chiến thắng ma quỷ, Ngài mới có được cái khả năng đó thôi. Chúng ta muốn chiến thắng ma quỷ, chúng ta hãy kết hợp với Chúa Giêsu, hãy gắn bó với Đức Giêsu, hãy tin tưởng mãnh liệt vào Đức Giêsu, hãy kêu cầu với Đức Giêsu để xin Ngài trục xuất ma quỷ, có khi nó còn ám đến chính bản thân của mỗi người chúng ta, hoặc là tinh thần, hoặc là thể xác. Cầu xin Chúa hãy trục xuất ma quỷ khỏi con người của chúng con, trục xuất ma quỷ khỏi tất cả mọi người ở trên trần gian này. Chúng con tin tưởng vào Chúa, chúng con phó thác vào Chúa, và chúng con mỗi lần gặp như vậy, chúng con cũng sẽ nói với người phụ nữ ở Canaan đó là: lạy Đức Giêsu con Thiên Chúa, lạy Đức Giêsu con vua David, xin thương xót tôi và xin cứu giúp chúng tôi. Amen. Kính mời anh chị em chúng ta.